Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay mình đưa tới các bạn một video mới về cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta bị ốm hay bị vi khuẩn tấn công về đường hô hấp thì sẽ sản sinh ra rất nhiều chất dịch nhầy, cụ thể ở đây là đờm mà hôm nay mình muốn nói tới các bạn. Trước khi đến với phần soi dịch kính hiển vi thì chúng mình cùng tìm hiểu qua tại sao lại có đờm. Các bạn có thể hiểu đơn giản như sau. Đờm hay còn gọi là nước mũi là chất tiết của đường hô hấp gồm có chất nhầy, hồng cầu, bạch mủ cầu và có cả muối nữa. Nếu các bạn nào không tin thì có thể nếm thử luôn nhé. Chúng được tống ra khỏi cơ thể từ khí quản và phế quản. Thông thường thì trong người chúng ta vẫn luôn có các dịch nhầy đấy nhưng mà chúng rất ít. Chỉ khi mà bị nhiễm khuẩn hay là có tác động từ bên ngoài thì chúng mới sản sinh ra nhiều. Tác dụng của chúng là loại bỏ các vật thể lạ như bụi bẩn trong không khí. Và ngoài ra, chúng còn mang tế bào miễn dịch để ngăn chặn virus đi vào phổi để tránh gây nhiễm cho cơ thể của chúng ta. Và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều đờm như là bị vi khuẩn tấn công này, hút thuốc hay là virus. Nhưng hiện tại mình đang bị đây là cái do nguyên nhân là nhiễm vi khuẩn. Do đi đường, đi ra ngoài nhiều và cũng do kiểu thay đổi thời tiết nữa mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa. Đi vào vấn đề luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy mẫu và soi cho các bạn xem luôn nhé.